Đêm qua, tại quảng trường thị xã Tân Châu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Châu tổ chức liên hoan nghệ thuật sắc màu biên giới lần thứ nhất năm 2023. Đây là hoạt động nằm trong chương trình phối hợp về đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên tuyến biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2022, chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày biên phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh. 15 tiết mục với trên 200 diễn viên là cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cán bộ công chức viên chức, quần chúng nhân dân, học sinh trên địa bàn 5 huyện thị xã thành phố biên giới gồm Tân Châu, An Phú, Châu Đốc, Tịnh Biên và Tri Tôn tham gia liên hoan nghệ thuật sắc màu biên giới lần thứ nhất năm 2023. Tại liên hoan, nhiều tiết mục tái hiện phong tục tập quán, cưới hỏi, sinh hoạt, trang phục của 4 dân tộc Kinh, Qua, Chăm, Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang. Qua đó, góp phần xây dựng củng cố khối đại đoàn kết giữa đồng bào dân tộc trên khu vực biên giới, phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch, duy trì tốt phong trào văn hóa văn nghệ ở trên khu vực biên giới và trong các cơ quan đơn vị, cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Kết quả, ban tổ chức đã trao 10 giải A và 5 giải B cho các đơn vị tham gia.